Đây là order của anh Kho Hoàng, gồm có 8 ghế HB 550 màu trắng, có hệ thống bơm thoát nước. Order của anh chị đã được hoàn thành. Đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã order ghế của bên em. Em xin giới thiệu sơ qua về ghế của mình. Là ghế của mình đã được hoàn tất về phần kiểm tra hệ thống nước. Và hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống massage của lưng ghế. Về phần hệ thống massage của lưng ghế thì tụi em đã cho kiểm tra kỹ để đảm bảo lưng máy của mình chạy good, không có tiếng kêu, máy chạy rất là êm. Còn về phần hệ thống nước thì tụi em đã cho kiểm tra kỹ trong 3 tiếng, đảm bảo ghế của mình không bị leak nước. Còn về phần ngoại thất bên ngoài ghế như là tay ghế, vây ghế thì tụi em đã cho kiểm tra. Order của mình là open box nên có một vài chỗ tụi em đã gửi hình trước là nó đã bị một vệt nứt một xíu, nên tụi em đã để qua cho open box, nhưng mọi thứ trong cũng còn rất là mới. Đây là order của anh chị. Thank you.